Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đem đến cho mọi người một cái cặp loa tiếng âm của hãng Resonate với cái mức giá đâu đó khoảng trên dưới 3 triệu đồng. Thì hôm trước mình có review cho mọi người một cặp loa của hãng Mackie, đó chính là CR7X và CR7XBT, thì được rất là nhiều anh em quan tâm. Tại vì sao? Tại vì cái nhất là giá thành của nó quá hợp lý rồi. Và cái thứ hai nữa là về thiết kế nó cũng khá là đẹp, để cho chúng ta có thể trang trí không gian phòng, không gian làm việc như là thu âm và mix nhạc. Thì tiếp nối cái video thành công đó, mình sẽ gửi đến tất cả mọi người cái mẫu E3.5BT của hãng Resonate. Thì đây là cái mẫu có Bluetooth nha mọi người, nó cũng giống với lại CR7X và CR7XBT. Thì thằng này nó có thêm một đàn em nữa, đó chính là E3.5 nhưng mà không có chữ BT, có nghĩa là không có Bluetooth đó. Cái mẫu này hiện tại thì đang được bên Long Phát bán với cái mức giá là dưới 4 triệu đồng. Thì cụ thể giá của nó sẽ trên dưới khoảng 3,5 triệu, tùy theo thời điểm ha. Mọi người có thể truy cập vào website thiết bị Hotline để chúng ta có thể cập nhật giá ngay thời điểm hiện tại. Và bây giờ thì mời tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng ngắm qua bề ngoài của cái vỏ thùng ha. Thì ở trên vỏ thùng của chúng ta cũng sẽ có ghi một số thông tin về sản phẩm, giống như là mã vạch nè. Ở đây là mặt sau của vỏ thùng, có tính năng Bluetooth nha mọi người. Bass ở cái chiếc loa E3.5 này thì sử dụng bass là 3.5 inch nha mọi người. Và cùng với đó là cái chip. Đây là mặt sau của lo. Rồi, thì bên ngoài vỏ thùng thì chúng ta sẽ nhìn cơ bản thấy được những cái hình ảnh về chiếc lo ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi khui hộp ra để xem ở bên trong nó sẽ có trang bị những phụ kiện gì. Thì cái đường kính bass của lo E3.5 này sẽ lớn hơn 0,5 inch so với lại CR7X và CR7XBT. Và đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ có cái lo thứ hai. Ngoài ra thì ở trong đây sẽ có những sợi dây kết nối. Đây là cái phần đệm của cái lo để giúp cho cái lo của chúng ta nó đỡ bị rung, cũng như là nó sẽ bảo vệ cái phần mặt dưới của cái chiếc lo và một cái sốc hướng dẫn như thế này. Rồi, ở trong đây thì chúng ta sẽ không còn gì nữa ha. Đây tạm thời thì mình sẽ bỏ hộp qua một bên. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có những dây kết nối như sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có dây lấy nhạc cho những cái thiết bị đầu vào là 3.5 bằng cái dắt hai đầu 3.5 như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một đầu dây 3.5 và một đầu dây AV để chúng ta cắm lên trên lo và cắm vào những thiết bị cổng 3.5. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây để chúng ta có thể kết nối từ lo chủ qua lo vệ tinh. Đây. Cái lối từ lo chủ qua lo vệ tinh bên đây mọi người, để bằng sợi dây này. Còn ngoài ra thì chúng ta sẽ có một sợi dây cấp nguồn như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hộp ra và quay cận cảnh cho mọi người xem ha. Chiếc lo của chúng ta thì nó đặc điểm của nó là màu đen, màu đen tiền. Ok, và bây giờ mình sẽ quay cận cảnh lại cho mọi người xem ha. Mình quay bằng tay không đi gimbal nên hơi rung, mọi người thông cảm nhé. Đó, thì đây là mặt trước của lo nè. Chúng ta sẽ có một cái logo thương hiệu của Resonate, mặt phần lo bass, bass này là bass lõm mọi người, và một cái strap được bảo vệ bằng một cái lưới thép như thế này, rất là chắc chắn ha. Ở đây là mặt sau của lo nè, mọi người nhìn kỹ ha. Ở phần dưới này nó sẽ ghi rất là nhiều thông tin, đại khái là tiếng Anh là nhiều ha mọi người, không có tiếng Việt đâu ha. Đó, ở dưới này nó có series của sản phẩm nè. Có series sản phẩm. Đây là cổng nguồn ha mọi người. Lo này thì hãng có để đây là 60W ha. Đó. Dòng điện sử dụng cho chiếc lo này nó dao động từ 100 cho đến 240V nè. Rồi, ở trên này thì đây là Aris E3.5BT. Ở trên này thì chúng ta sẽ có những nút chỉnh như sau. Thì chúng ta có phần chỉnh chép nè, phần chỉnh tiếng bass nè. Đó, hai nút ha. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có đường input cho nó bằng sợi dây AV hoặc là RCA đó mọi người. Đây. Và ở trên đây thì chúng ta sẽ có TRS hai cổng 6 ly như thế này để chúng ta có thể cắm những cái jack 6 ly và kết nối những chiếc sao kẹt thu âm như thế này nè. Nếu sao kẹt của chúng ta có cổng jack 6 ly thì chúng ta sẽ sử dụng hai dây 6 ly để cắm cho cái chiếc loa truyền qua bên sao kẹt ha, kết nối với sao kẹt ha. Rồi, ở đây thì có một cái lỗ thông hơi ở phía sau. Lo của chúng ta thì là thiết kế dạng lỗ thông hơi ở phía sau ha mọi người. Đó, thùng lo này thì làm từ ván công nghiệp ha mọi người, và được dán simili, dán một lớp simili cao cấp chống chạy luôn nè. Nhìn rất là chắc chắn ha. Rồi, mặt trước này thì từ chất liệu nhựa ha mọi người, nhựa ABS cao cấp. Đó, và mặt trước của lo chủ thì chúng ta sẽ có nút điều chỉnh âm lượng ở bên đây. Bên đây là nút on off ha. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cổng out in nè, là chúng ta sẽ lấy âm thanh đầu vào bằng jack 3.5 hồi nãy đó. Đây, jack này ha. Đó, jack này chúng ta sẽ sử dụng cho cổng này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có cổng phone nè. Ngoài ra ở đây nó cũng sẽ có thêm cái chữ Bluetooth để nó báo hiệu cho chúng ta nè. Đó. Phần bass này thì nó là dạng gọi là carbon hay là vải đó. Đấy, thì vân nó là vân cao su ha mọi người. Bass lõm vân cao su để cho tiếng bass gọn chắc. Ở đây chúng ta sẽ có một chép đó. Rồi, tổng thể chiếc loa của chúng ta là như thế ha. Và về kích thước của chiếc loa thì chúng ta sẽ có chiều cao là 210mm, bề ngang sẽ là 141mm ha mọi người, bề ngang này. Và bề sâu vào nó là 162mm đó, cao 210, ngang 141 và
sâu vô là 162, đó là kích thước của một loa ha. Và tần số đáp ứng của chiếc loa này nó sẽ rơi vào từ 80Hz cho đến 20kHz mọi người, từ 80 cho đến 20kHz thì nó sẽ cho ra cái tiếng ở tầng bass và đổ lên tầng chép khá là nhuyễn ha. Đáp ứng cho chúng ta có thể mix được những cái dòng nhạc ballad hoặc là những cái dòng nhạc bolero thì rất là dễ dàng ha. Crossover của nó sẽ rơi vào tần số khoảng 2800kHz ha mọi người. Ok, và đó là những cái thông số cũng như là ngoại hình của chiếc loa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết nối âm thanh để test cho mọi người cùng nghe nha. Bây giờ mình sẽ kết nối chiếc sao kẹt pocket drive quen thuộc ở đây với lại cặp loa E3.5BT, cùng với đó là sử dụng cái chiếc laptop này để mở nhạc. Và bây giờ mọi người hãy chờ một tí xíu nhé. Và trong video này thì mình sẽ test hai đoạn nhạc, một đoạn có tiếng bass nhiều để test phần loa bass, và cũng như là một đoạn nhạc có đầy đủ tất cả các dải âm để chúng ta có thể đánh giá được xem cái khả năng phát ra những cái tần số đó nó có đầy đủ ở trên cái chiếc loa này không. Preparing and initiating treble tap. Yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da, có những vết thương còn để lại đời ta, giày vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình, cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Tháng yêu gần bên nhau rồi xa, có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi trắng về quên mất câu thề, bỏ lại đây tình ta còn đang dở xa. Trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha, khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng thấm ngón tay vàng, tim chơi vơi theo thời gian gõ nhịp vắng anh giờ thầm chết trong em. Thì mọi người đã trải nghiệm qua cái chất lượng âm thanh của chiếc loa E3.5BT này. Thì cá nhân của mình thấy chiếc loa này nó cho cái tiếng rất là trung thực, cũng như là nó phù hợp với lại những anh chị nào có diện tích không gian vừa phải thì sở hữu một cặp loa này thì theo mình nghĩ là rất là xứng đáng nha. Và nếu mọi người muốn mình so sánh cái chiếc loa này với lại những chiếc loa khác, hoặc là chẳng hạn so sánh chiếc loa này với lại CR3XBT, thì mọi người có thể để lại comment ở bên dưới, mình sẽ làm video và đáp ứng yêu cầu của mọi người nhé. Hiện tại thì những chiếc loa này đang được Long Phát phân phối với mức giá rất là ưu đãi luôn. Những anh chị có thể truy cập vào website điện tử longphat.com hoặc là thiết bị hla.com để chúng ta tham khảo giá ngay thời điểm hiện tại nhé. Hoặc là mọi người có thể ghé qua cơ sở để có thể test trực tiếp cái mẫu loa này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé.